Xin chào các bạn, tôi Lương Trailer đây. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nội thất đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Isato. Và đứng bên cạnh tôi đây vẫn là người dẫn chương trình quen thuộc cùng tôi, anh Tú, trưởng bộ phận thi công của công ty. Hôm nay tôi và anh Tú sẽ chia sẻ các bạn là nội thất văn phòng của Senland như đằng sau lưng các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Anh Tú có thể giới thiệu qua mọi người là chúng ta đang thi công ở địa điểm nào và cái diện tích mà chúng ta thiết kế cũng như thi công cho văn phòng của Senland. Vâng, giới thiệu với mọi người thì là chúng tôi đang thi công là cho văn phòng của Senland, tập đoàn Sen Group, và diện tích của cái mặt sàn là 2900 m². Đấy, và địa chỉ là ở tầng 4 tòa nhà quân đường 3, số 21 Lê Văn Lương. Vâng, thì chúng tôi thiết kế cũng set up toàn bộ bàn ghế văn phòng cho văn phòng của Senland. Rồi, xin mời mọi người cùng tôi và anh Tú vào bên trong không gian để chiêm ngưỡng những sản phẩm cung cấp. Tôi xin nhắc lại một chút, đó là tổng diện tích sàn là 2900 m² và thiết kế cho 1200 người để chỗ ngồi cho 1200 người. Và đây là căn phòng mẫu các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Anh Tú có thể giới thiệu qua cho mọi người cái chất liệu mà chúng ta sử dụng, cái phần thiết kế nội thất, phần bàn và tủ cho văn phòng sẽ làm được không ạ? Tôi sẽ giới thiệu chi tiết về chất liệu cũng như là cái sản phẩm của tôi. Đây, chúng ta sẽ vào một phòng cụ thể đi. Được rồi. Đó, anh Tú có thể chia sẻ với mọi người cái câu chuyện của chủ đầu tư mà đề ra cho chúng ta về cái sản phẩm mà chúng ta thiết kế và thi công thất được không ạ? Vâng. Chia sẻ với mọi người là cái địa bàn mà chúng tôi nhận được của văn phòng tập đoàn Sen Group là gì, là diện tích mặt sàn của chúng tôi đây là 2900 m², và chúng tôi cần chia không gian ra các phòng ban và cần phải làm sao đảm bảo chỗ ngồi cho 1200 nhân viên. Đấy, và câu chuyện là gì, là nếu mà chúng ta làm những cái bàn mà theo những cái kích thước tiêu chuẩn, ví dụ như của Hoàng Phát hoặc của Fami là 1m2 hoặc 1m x600 hoặc nhân 500, thì là với cái diện tích như này thì sẽ không đủ cái số lượng 1200 người đấy. Đấy, và bài toán đây thì chúng tôi làm sao phải đặt ra vấn đề là phải nhận diện được thương hiệu của Sen và làm sao đảm bảo về cái mà mặt công năng cũng như là thẩm mỹ để làm sao đáp ứng được cái đề bài như trên. Thì là ở đây thì là chúng tôi là thiết kế làm những dãy bàn có chiều dài là vượt khổ và sẽ ngăn không gian của những nhân viên bằng cái kính an toàn, và mặt bàn thì chúng tôi xoay âm và cái kính an toàn sẽ lắp trực tiếp ở trên cái mặt bàn đấy. Đấy, toàn bộ chất liệu chúng tôi sử dụng ở đây là MDF chống ẩm của An Cường. Đấy, các bạn có thể là xem chi tiết cái sản phẩm. Trước mỗi cái mặt bàn thì chúng tôi là có cái tủ tài liệu này, vừa để chậu cây ở trên này, và cũng như là ở bên trong thì chúng tôi có thể che giấu những cái đường điện mà có thể là đi cung cấp để cho những cái bàn ở đây. Đấy, các bạn thấy là những ngăn tủ tài liệu này rất là tiện đúng không ạ? Đấy, và dưới những cái mặt bàn này chúng tôi đều có một cái máng điện là để tất cả những cái dây điện, dây mạng thì chúng ta có thể đi dưới cái bàn này. Đấy, và để giấu tất cả những dây đấy và tạo ra không gian nó đẹp hơn. Và đây là khu vực tủ hồ sơ, thì anh Tú để giới thiệu mọi người chất liệu. Vâng. Và cái lý do thì tại sao chúng ta để những màu sắc như thế này? Vâng, như các bạn đã biết thì là Sen Group là một tập đoàn về bất động sản. Đấy, và cái thương hiệu của họ trong logo của họ là có những cái màu nổi bật, ví dụ như màu xanh này, màu da cam và màu trắng. Đấy, thì là để làm nhận diện cái thương hiệu đấy là chúng tôi là cũng thiết kế là phối màu làm sao để tất cả những cái sản phẩm và nội thất nó mang cái gọi là nhận diện thương hiệu đấy cho tập đoàn Sen. Đấy, và những cái tủ tài liệu như các bạn thấy là màu cam này, những màu trắng, đấy làm sao là theo những cái logo thương hiệu của Sen Group. Đúng rồi. Anh có thể mở cho mọi người cùng xem. Đó, chia làm 3 đường tủ này. Ok. Xin mời mọi người cùng tôi và anh Tú tham quan qua một không gian của một phòng làm việc như này. Anh Tú để chia sẻ là cho em cái diện tích sàn như vậy thì chúng ta có bao nhiêu cái phòng kiểu như thế này? Chúng ta có khoảng 9 phòng như này, sẽ chia từ S1, S2, S3 đến S9. Vâng, mỗi phòng như thế này thì có khoảng diện tích từ bao nhiêu m². Diện tích ở đây thì nó sẽ vào khoảng từ 40-50 m². Đấy, ngoài ra thì là những cái dãy ở bên kia thì cho những cái phòng ban khác của tập đoàn, cũng như là của bên Sen Invest, bên phòng thẩm định này, hoặc bên phòng kế toán. Đấy. Và tôi muốn nhấn mạnh với các bạn là lý do tại sao các bạn cần phải có thiết kế và thi công nó đồng bộ với nhau. Rất là nhiều người đặt cho câu hỏi là tôi là văn phòng thì tại sao tôi không mua những cái đồ bàn ghế văn phòng
có sẵn ở ngoài kia đều là để đặt, thì nó có hai lý do các bạn nhé. Cái thứ nhất, khi mà chúng ta có thiết kế thì chúng ta có thể nhận diện được thương hiệu như thương hiệu của Senland ở đây. Cái vấn đề thứ hai nữa là khi mà chúng ta có thiết kế thì chúng ta sẽ tính toán được về số lượng người chúng ta ngồi, cái không gian chúng ta ngồi như nào cho nó hợp lý. Còn ở ngoài kia có những cái mẫu bàn có sẵn nhưng mà nó theo kiểu mặc định với những thông số rất là cố định rồi. Và thứ hai là chúng ta không thể nhận diện được cái thương hiệu của chúng ta khi mà khách khứa hoặc là nhân viên chúng ta đến đây sử dụng cái không gian như thế này, đúng không anh? Đúng. Và xin mời các bạn cùng tôi ngắm thêm một số các cái phòng khác cũng được bài trí kiểu tương tự như này nhé. Là một phòng tương tự như vậy. Thì anh Tú có thể chia sẻ với mọi người là cái áp lực về mặt tiến độ của chúng ta như thế nào để mọi người có thể hiểu hơn không ạ? Vâng, thì thực sự là khi mà chúng tôi đã bút ký vào hợp đồng này thì cũng đã là cần phải là thảo luận rất nhiều với ban giám đốc cũng như là số mấy anh em là phụ trách về thi công. Đấy, thực sự là tiến độ của dự án rất là gấp, chúng ta chỉ có một tháng để hoàn thành toàn bộ cái sản phẩm nội thất ở đây. Đấy, và tại vì là chủ đầu tư đã ấn định cái ngày về rồi. Đấy, và tất cả những con người, những anh em công nhân rồi là những anh em kỹ sư của Kisato là ngày đêm chiến đấu để làm sao mà bán lại cái tiến độ đảm bảo cho chủ đầu tư. Đấy, các bạn nhìn thấy đây là căn phòng đang sử dụng thì đặt hai dãy hàng hoa vừa thổ sơ vừa hàng hoa rất là xanh mát, đúng không? Trong một không gian như này. Rồi, xin mời các bạn cùng chúng tôi đi tiếp nhé. Ở đây là không gian tiếp theo. Xin mời cameraman vào cho mọi người chiêm ngưỡng. Vâng, và chia sẻ với mọi người là lý do tại sao có rất là nhiều các cái tổ hợp F, đúng không ạ? Đấy, thì mỗi một tổ hợp F này thì là một cho một dạng siêu thị dự án, đúng không ạ? Và chúng tôi cũng lập được chủ đầu tư đặt ra cái bài toán này làm sao mà mỗi một siêu thị dự án như thế này thì phần phải có một cái phòng họp ngay đó. Thì các bạn nhìn thấy kế bên đây là không gian của phòng họp đó. Đây, sản phẩm một thất ở đây khoảng tí sang bên kia quay phòng họp to mà nó là có phòng họp nhưng kéo vì nó cũng gần vào giờ nghỉ trưa lên tí nữa xin mời các bạn vào cái phòng họp to để có thể nhìn trực quan và chi tiết hơn. Xin mời các bạn tham quan phòng tiếp theo là phòng xem PC. Tôi có thể chia sẻ cái chức năng của phòng này là như nào không ạ? Vâng, phòng CNDC này sẽ phụ trách toàn bộ những cái mà về nội thất của tập đoàn Sen Group. Vâng, thì sau đây xin mời các bạn cùng tham quan qua và anh Tú có thể giới thiệu mọi người chi tiết về cái sản phẩm đồ gỗ nội thất này ạ? Vâng,
ngay cửa vào đây là chúng ta của chúng ta là quầy lễ tân. Quầy lễ tân này thì chúng ta có những cái mà giải đá này sử dụng chất liệu là laminate. Ngoài ra thì mình sẽ kết hợp những cái sản phẩm là MDF phủ melamin và những cái laminate màu đen và màu trắng để tạo cái không gian đầu tiên là nó sẽ là trắng sáng và nó mang lại cái độ sang trọng cho cái mà ngay cái mà sảnh tiếp khách của mình. Bên trong các bạn có thể thấy là ví dụ như là những cái mà của tôi thiết kế là kết hợp giữa sắt sơn tiết kiệm và những cái mà đồ gỗ này để làm những cái đồ mà để trưng bày hoặc là những cái mà catalog tài liệu của các đơn vị cung cấp. Đó, bên trong này là một số đồ mặt sơn. Các bạn có thể nhìn thấy rõ là những tông màu mà tương phản giữa tủ hồ sơ và bàn học và bàn làm việc. Đây cũng là một không gian tiếp theo. Và dưới mỗi cái bàn làm việc này chúng ta có một cái tủ hồ sơ có bánh xe có thể tiện cho vấn đề di chuyển. Rất tiện lợi đúng không? Và những cái mẫu ngăn kéo này là gần như là những cái mẫu mà cập nhật cái xu hướng mà mới nhất trên thị trường. Đấy, tay các bạn để cái tay cầm này rất là lạ, rất là tiện đúng không ạ? Chứ không phải giống như cái tay cầm mà vào cửa như thế này. Rồi, chúng tôi sẽ nghiên cứu rất là kỹ để làm sao tiện lợi nhất trong quá trình sử dụng. Ok, xin mời các bạn tham quan qua tiếp một không gian đấy, trước khi đến phòng công tác. Vâng, xin mời mọi người cùng vào tham quan khu vực lãnh đạo. Các bạn nhìn ở đây thì trong này thì chúng tôi sử dụng cái tông màu nó trầm hơn một chút và toàn bộ phía đằng trước này thì là mặt da để chúng ta có thể để máy tính rất là tiện lợi. Đây là các hộp tủ hồ sơ và kết hợp những cái vách trang trí luôn. Anh Đỗ có thể chia sẻ mọi người chất liệu gỗ. Và đối với những phòng của lãnh đạo này thì chúng tôi sử dụng chất liệu cao hơn một chút là MDF chống ẩm ngăn cường phủ laminate. Và cái chất liệu như tôi chia sẻ với mọi người là chất liệu của chúng ta về bề mặt chúng ta sẽ có bốn chất liệu, nhất là MDF phủ melamin này, MDF phủ laminate, MDF phủ acrylic và MDF là sơn bền. Đấy, và tùy theo những cái mà dự toán cũng như tài chính của khách hàng thì chúng ta có thể là cân nhắc lựa chọn ra những cái chúng tôi có thể đưa ra những cái giải pháp để làm sao là vừa cái mức tài chính của mọi người. Vâng, xin mời các bạn cùng tôi đi tham quan tiếp nhé. Vì tổ hợp văn phòng này thì là rất là rộng. Ok, xin mời mọi người đi sang phía bên kia thì cũng đối xứng lại ở đây. Và không gian tiếp theo là khu trưng bày của phòng truyền thống. Thì xin mời các bạn cùng tôi vào tham quan. Đỗ để chia sẻ mọi người cái chất liệu gỗ mà chúng ta sử dụng ở đây là gì ạ? Và phòng truyền thống này tôi sẽ sử dụng cái chất liệu là tương đối cao cấp là MDF chống ẩm phủ laminate. Cái để bề mặt mềm và sáng bóng sẽ mang lại cái độ sang trọng cho không gian của phòng truyền thống. Và phòng truyền thống này sẽ trưng bày những bằng chứng nhận giấy khen của Senlan. Ở đây chúng tôi thiết kế cái khu vực
bàn ngồi tròn kiểu rất là độc và vừa là trang trí và vừa có cái công năng về mặt sử dụng có thể ngồi nghỉ ở đây. Còn đối xứng phía khu vực đằng sau thì là để ăn cái hàng hoa cái kiểu cái thông thoáng mà các bạn nhìn thấy. Rồi xin mời mọi người đi tiếp nhé. À, bước qua cái không gian phòng truyền thống thì các bạn sẽ thấy một không gian rất là mới lạ và chúng tôi thiết kế và sáng tạo cho các anh em nhân viên ở đây, đó là phòng nghỉ tạm thời. Anh Tú để giới thiệu qua cái chất liệu cũng như là cái công năng của cái phòng. Và chất liệu ở đây thì chúng ta vẫn sử dụng cốt MDF và phủ melamine. Chất liệu là cũng không cần phải là sử dụng chất liệu cao cấp quá nhưng mà vẫn đảm bảo về cái độ bền cũng như tính thẩm mỹ. Đấy, và trên những cái mà cố này thì chúng ta là có những cái ghế ngồi bằng bệ bằng nghỉ. Đấy, thì là để làm sao chúng ta có một không gian thư giãn làm sao thoải mái nhất. Thì chúng tôi chấp nhận là dựng lại một khoảng không để gì ạ? Để có một cái chỗ ngồi nghỉ cho các anh em nhân viên ở đây. Thì đó. Còn phía đằng sau thì là văn phòng của mọi người. Đó, quá để xem ở một không gian hành lang chia làm ba khoảng để rơi như này. Camera có thể để quay cho mọi người thấy cái không gian mà đang làm việc. Vâng, như vừa tôi có chia sẻ là mỗi một cái khu vực siêu dự án thì chúng ta sẽ có những cái phòng họp cho các dự án đấy. Thì sau đây xin mời các bạn xem một cái phòng họp mẫu nhé. Ở khu vực này thì chúng tôi sử dụng một bên là vách gỗ trang trí như này và một bên chất liệu các bạn nhìn thấy rất là lạ đúng không ạ? Nếu nhìn qua thì chúng ta cảm tưởng nó giống như là nhựa đúng không ạ? Thì anh Tú có thể chia sẻ bằng chất liệu chúng ta sử dụng đây ở đây không? Chất liệu như các bạn nhìn thấy đây là chúng ta vẫn sử dụng toàn bộ chất liệu là gỗ công nghiệp đó, đẹp chúng ta phủ melamine. Riêng cái chỗ bàn làm việc đa bàn họp ở đây là chúng tôi sử dụng toàn bộ là chất liệu là MDF chống ẩm 5mm. Đấy, và có những cái điểm nhấn nhá của cái bàn họp này làm cho một gì đấy nó khác lạ hơn. Đấy, các bạn thấy đây, những cái ô ghép vào nhau đã tạo ra sự khác biệt so với cái việc chúng ta ghép những cái vách lớn vào đúng không? Rồi có tính giá trị về mặt thẩm mỹ và nhìn rất là xa. Đó. Nếu mà nhìn qua thì chúng ta tưởng là nhựa đấy. Và cái phòng họp này thì là gồm 12 chỗ các bạn nhé. 12 chỗ chúng ta có thể họp nhanh ở khu phòng họp này. Đó. Các bạn hãy quan sát thêm đi tưởng trần rất là độc đáo. Rồi, xin mời các bạn cùng tôi ngắm lại một lần nữa toàn bộ không gian nội thất mà công ty chúng tôi thiết kế và thi công ở cho văn phòng của Selen các bạn nhé. Còn đây cũng là một cái phòng họp nữa thì bố trí nó hơi khác một chút, đó là hai bên đều là vách gỗ ấy. Đó. Thì khác với bên kia là phòng họp kia thì nó có cái vách gỗ nó sáng tạo một chút rồi. Đó. Ở đâu cách bài trí và chỗ ngồi
gần như tương tự nhau. Vâng, như vậy là các bạn đã cùng tôi trải nghiệm toàn bộ cái sản phẩm mà công ty chúng tôi thiết kế và thi công nội thất văn phòng cho văn phòng của Zenland. Thì rất là hy vọng các bạn có thể học hỏi hoặc là có một ý tưởng gì đó cho văn phòng tương lai của mình. Nếu các bạn cần dịch vụ thiết kế cũng như thi công nội thất văn phòng chuyên nghiệp thì các bạn cứ liên hệ chúng tôi trên số điện thoại dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều những cái mẫu nội thất đẹp về văn phòng hơn nữa.